Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tác giả tác phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử là một vùng đất cách mạng và anh hùng, nơi sinh ra và lớn lên của nhà thơ Nguyễn Khắc Hào. Với tình yêu quê hương, ông đã sáng tác bài hát văn Minh Hoàng, khúc hát quê hương. Và sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một phần của bài hát văn này. Cây có gốc tốt cành xanh lá, người có quê phúc để dài lâu, ai ơi xin nhớ làm đầu truyền cho con cháu, là câu dặn mình. Trái ngọt dâng đời nghĩa nhân ý nghĩ ai. Xuân đất nước trăm hoa đua nở quê hương, cầu cho đất nước thanh bình, Minh Hoàng vận hội thanh thanh vững bền. Thưa quý vị, vừa rồi là một phần của bài hát văn Minh Hoàng, khúc hát quê hương, và để hiểu rõ hơn về những cảm xúc của tác giả Nguyễn Khắc Hào khi ông sáng tác bài hát này, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự chúng tôi mới thực hiện. Xã Minh Hoàng nằm ở phía đông bắc huyện Phù Cử. Xã có 4 thôn là Hoàng Chanh, Ngọc Trúc, Ải Quan, Quế Lâm. Đây là địa phương có truyền thống văn hóa cách mạng và anh hùng, là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Phù Cử. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Hoàng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng. Xã Minh Hoàng đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Trong thời kỳ đổi mới, kinh tế và xã hội tại địa phương có nhiều bước phát triển nhanh và bền vững. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm và có chuyển biến tích cực. Bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện. Năm 2021, xã Minh Hoàng đã đạt xã nông thôn mới nâng cao. Hiện nay đang phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022. Là một người sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Minh Hoàng, trải qua nhiều cương vị công tác, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Khắc Hào luôn gắn bó với quê hương và có nhiều đóng góp cho quê hương. Chính tình yêu quê hương sâu nặng kết hợp với niềm đam mê nghệ thuật đã thôi thúc tiến sĩ Nguyễn Khắc Hào sáng tác một tác phẩm ca ngợi những cái hay, cái đẹp của quê hương mình. Và bài hát văn Minh Hoàng, khúc hát quê hương ra đời từ đây. Mình đã nghiên cứu rất kỹ cái cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Minh Hoàng. Với cái trải nghiệm cá nhân mình, với tình cảm của cá nhân mình, với Minh Hoàng nói riêng và các vùng quê mình đã trải qua nói chung, thì khai bút năm nay là mình viết cái bài này. Minh Hoàng khúc hát quê hương là một bài hát văn rất gần gũi với dân tộc. Tôi viết về một xã cụ thể là xã Minh Hoàng quê hương tôi, nhưng tôi mong muốn là nó không chỉ còn là một cái bài thơ, không còn chỉ là một bài hát cho một xã cụ thể, mà nó sẽ được lan tỏa, mà nó sẽ được mang tính điển hình. Để sáng tác thành công bài hát này, ngoài việc am hiểu phong tục tập quán, truyền thống văn hóa và truyền thống cách mạng của quê hương, tiến sĩ nhà giáo ưu tú Nguyễn Khắc Hào còn dày công nghiên cứu về loại hình dân ca hát chầu văn để tự mình chuyển thể những câu thơ song tất lục bát thành bài hát văn hoàn chỉnh. Tác phẩm gồm 3 phần. Phần mở đầu kể lịch sử của xã Minh Hoàng. Phần thứ hai nói về sự đổi thay, phát triển của địa phương. Phần kết thúc, tác giả gửi gắm tình cảm của mình với quê hương, mong muốn các thế hệ tiếp nối phát huy truyền thống xã anh hùng để xây dựng Minh Hoàng ngày càng giàu đẹp. Những cái điều mà nói trong Minh Hoàng có quê hương, nó sẽ điển hình cho một cái văn hóa của Việt Nam mình nói chung, cái văn hóa của đồng bằng châu thổ, nhất là văn hóa đồng bằng châu thổ trong sông Hồng.
ở vùng quê của đồng bằng, các miền quê của vùng đồng bằng trung thổ sông Hồng đều tìm thấy cái những điều mà tôi tâm sự, những điều mà tôi gửi gắm ở trong cái minh họa khoát quê hương này. Và tôi mong muốn nó được lan tỏa và mong muốn các vùng quê của đất nước mình nói chung, các vùng quê của vùng đồng bằng trung thổ sông Hồng và Hưng Yên mình nói riêng thì nó sẽ được những cái nét đẹp, nét đẹp của một cái chuyện văn hóa truyền thống, văn hóa thuần Việt nó và trong thời kỳ đổi mới. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được nghe những chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Khắc Hào để hiểu rõ hơn về những tâm tư tình cảm của ông dành cho quê hương gửi gắm qua bài hát Minh Hoàng khúc hát quê hương. Và người được tác giả Nguyễn Khắc Hào chọn mặt gửi vàng thể hiện thành công ca khúc này chính là nghệ sĩ ưu tú Việt Thắng tới từ Nhá Chèo, Hà Nội. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Việt Thắng. Xin chào anh Việt Thắng ạ. Minh Hoàng khúc hát quê hương là một bài hát văn có thời lượng khá là dài. Anh đã từng thể hiện các khúc nào có thời lượng dài như vậy chưa ạ? Đây là một cái bài, đây phải nói rằng là một cái bài hát văn từ trước rồi là mình chưa bao giờ nhận được một cái bài hát văn nào nó khá là dài như vậy. Và có lẽ là khi mà nhận được cái lời mời của nhà thơ Nguyễn Khắc Hào thì mình cũng rất là vui vì đã từng biết nhà thơ Nguyễn Khắc Hào qua một số các cái tác phẩm. Ví dụ như là những cái bài thơ, đặc biệt là những cái bức hình mà nhà thơ Nguyễn Khắc Hào chụp. Mình cũng là người rất là thích chụp ảnh và có lẽ là cũng được nhà thơ ghi nhận là một điểm gì đó. Và bây giờ thì cũng như các bạn đã biết thì cái bài hát này cũng lan tỏa khá là nhiều. Và trên kênh YouTube của Việt Thắng thì cũng mỗi một ngày thì có rất là nhiều lượt truy cập vào để nghe cái bài hát này. Dạ vâng. Đang vậy thì mới nghe có một phần của bài hát thôi nhưng mà đã thấy rất là hấp dẫn rồi. Và ở trong đó thì có rất nhiều tình cảm. Một chút tò mò là khi thể hiện một cái bài hát dài như vậy thì nó có khó khăn gì đối với anh? Ví dụ như là bên mình mà trong những cái tác phẩm sân khấu chẳng hạn thì nó có cái lời đối thoại thì dễ là nhớ hơn khi mà thoại lời. Còn đây là một cái bài hát mà cái lời khá là dài như vậy thì thú thực là cũng rất là hơi khó một chút. Thế nhưng mà qua khi mình đọc, mình hiểu hơn về cái mảnh đất Minh Hoàng, mình cảm thấy là cái miền đất đấy rất là trù phú và rất là đẹp, rất là giống với cái miền quê của Việt Thắng. Việt Thắng cũng nhớ được và hát bài hát này. Đang bạn được biết là anh thì là quê hương ở Thái Bình đúng không ạ? Vậy thì khi mà thể hiện cái ca khúc này á và tìm hiểu về mảnh đất Minh Hoàng, điều mà khiến anh cảm thấy thích thú nhất và thấy gần gũi nhất với mình là gì ạ? Trong cái lời thơ của nhà thơ Nguyễn Khắc Hào, nó như một cái bức tranh, nó gần gũi với tất cả là cái đời sống của bà con nông dân. Và nó có những cái dòng sông rất là đẹp và những cánh đồng lúa hay là những cái hình ảnh mà bắt gặp ở mỗi cái làng quê Bắc Bộ nào đó. Cho nên là khi mà thể hiện cái bài hát này mình cảm thấy rất là thích thú. Vâng, thưa nghệ sĩ Việt Thắng, là anh cũng vừa chia sẻ rằng bài hát thì có rất nhiều những cái hình ảnh khiến anh cảm thấy thân quen giống như là miền quê của mình vậy. Vậy thì anh có thể thể hiện một đoạn mà anh cảm thấy tâm đắc nhất trong bài hát là Minh Hoàng khúc hát quê hương được không ạ? Mình sẽ hát một cái đoạn của câu mở đầu tiên của cái bài hát Minh Hoàng khúc hát yêu thương này. Quê ta thuở hồng hoang lau lách chìm theo mùa, đàn chú đàn đi một vùng mùa ống chiêm khê, gió heo hút gió lê thê tiếng trùng. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Việt Thắng với một giọng hát rất là trầm ấm và ngọt ngào gửi tặng tới quý vị khán giả của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Một lần nữa thì xin được cảm ơn anh và chúc anh sẽ có nhiều sức khỏe và thành công trong sự nghiệp của mình. Thưa quý vị, và để khép lại chương trình tác giả tác phẩm số này của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức trọn vẹn bài hát Minh Hoàng khúc hát quê hương với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Việt Thắng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quê ta thuở hồng hoang lau lách
chim theo mùa, đàn chú đàn đi một vùng, mùa úng chiêm khê, gió heo hụt gió, lê thê tiếng trùng. Nguồn cơn giông tố những kiếp người, từ xứ tha phương về đây gặp buổi phong quang. Đất lành chim đậu khẩn khoang chốn này. Lưu Phạm định cư sức người, đất nở ngàn hoa nên làng nên xã, bởi ông cha Táo Tần. Mấy độ định sánh định tính tổng hoàng tranh, thuộc huyện Phú Dung sau ngày cách mạng thành công, lập nên làng xã quê hương bây giờ. Ý nghĩ anh xã Minh Hoàng, quần tụ bốn thôn, Hoàng Chánh, Ngọc Trúc, Quế Lâm, ai quan cùng với các anh em một nhà. Cuộc thiên tai đình họa cảnh đói nghèo, cơ cực lầm than quê cha, nghĩa mẹ Minh Hoàng cho ta nhắn gửi muôn vàn yêu thương. Ý nghĩ đi ai chiến, anh nghĩ hùng bất khuất góp sức người, góp cả máu xương những người vì nghĩa hy sinh, quê hương ghi tạc công danh muôn đời. Ý nghĩ thank you.
vui với tiếng chuông ngân, nhà vui với trẻ học hành trong ngoan. Sống thêm vui bởi chừng ở thuận lòng người, bởi chừng trên dưới trong ngoài chung lo ý đẹp quê lâm, đẹp đến hoang tranh một vùng bát ngát ngàn xanh, đường thanh thang trải sông xanh soi mình ý xanh lá, người có quê phúc để dài lâu, ai ơi xin nhớ làm đầu truyền cho con cháu là câu dặn mình. Trái ngọt dâng đời nghĩa nhân ý nghĩa ai. Xuân đất nước trăm hoa đua nở quê hương, cầu cho đất nước thanh bình, minh hoàng vận hội, thanh thanh vững bền ý à. Thiết tha.